Wow, ở đây có rất là nhiều đồ ăn, đó là mì. Nhưng mà Diana có ít nhất. Nhưng mà không sao, như tốt hơn là vẫn không có gì mà. Còn Nancy thì có tận 10 lớp mì liền. Không biết Chloe có bao nhiêu nhở? Oh wow, 100 lớp mì trông ngon thật đấy. Thôi được rồi Diana, bắt đầu đi. Wow, mì ngon thật đấy các bạn ơi. Tớ có hương vị Coca-Cola, tớ rất là thích nó. Ngon thật. Ôi, trời ạ, ít quá, tớ muốn nhiều hơn. Thôi được rồi, tiếp theo đi. Ôi, xin lỗi nhá. Đó là bong bóng thôi. Nào, được rồi. Và xem tớ có gì này. Tớ có một cái dĩa. Và nó lại còn làm bằng điện đấy chứ. Vì vậy tớ không cần làm gì. Cứ cho vào đây cái là nó xoay. Mì ngon thật đấy. Trời ạ, như kiểu tớ đang ăn Kit Kat ngon nhất thế giới luôn ý. Tuyệt vời. Ôi, trời ạ, không được bấm lúc này chứ. Ngon thật đấy. Trời ạ, dừng lại không thể nào mà dừng được. Nào, chúc các bạn ăn ngon miệng nhá. Và thêm một cái nữa đi. Ôi trời ạ, nó xoay buồn cười thật đấy. Bây giờ thì ném thẳng vào mồm. Không vào được nhưng mà thôi cũng được. Eo ơi, ghê thật đấy. Bây giờ cũng đến lượt tớ rồi. Mì của tớ có mì vị hubuva. Vậy là có thể thử bong bóng. Tuyệt quá. Ôi, hình như là cái này nặng quá rồi. Ôi trời ạ. Diana, chúng ta cần giúp bạn ấy. Ừ đúng rồi. Ôi, cái gì? Trời ơi, các bạn làm gì vậy? Ôi, cảm ơn các bạn đã giúp tớ. Nhưng mà tớ vẫn bị trói. Trời ơi, cái này bị cuốn mất rồi. Không sao, chúng tớ cũng có thể giúp cậu. Ê, các bạn làm gì vậy? Đây là mì của tớ mà. Trời ơi, để lại cho tớ một ít đi mà. Ôi, đầu quay trông như trong trống. Ôi, còn bây giờ thì sẽ thử bong bóng tuyệt vời nhá. Cái gì? Vẫn kẹo cao su của tớ sao? Này, nhận lấy đi. Thôi, đừng buồn. Chúng tớ đã giúp cậu mà. Một cái mắt kẹo dẻo của Diana. 10 kẹo mắt dẻo của Chloe. Và 100 mắt kẹo dẻo của Nancy. Tuyệt quá. Nào Diana, cậu lại là người tiếp tục rồi. Ồ, bởi vì là tớ có ít nhất. Nhưng mà cái này ngon thật đi. Kẹo ngon tuyệt vời luôn. Bên trong vị rất ngon. Ôi, hết rồi sao? Tớ là người tiếp theo đây rồi. Bây giờ thì tớ sẽ ăn nhờ cái ống hút này. Với cái cách này tớ có thể ăn rất là nhanh. Ôi trời ơi, ngon thật. Ôi, Nancy cứu tớ. Tớ bị nghẹt, cứu tớ với. Trời ơi. Ôi trời ơi, cảm ơn cô rất là nhiều. Ừ, có gì đâu. Vậy thì bây giờ đến lượt tớ ăn rồi. Wow, tớ sẽ ăn 100 con mắt luôn. Tuyệt vời thật đấy. Ôi trời ơi, và vị rất là ngon. Diana, đừng có nhìn cái đồ của tớ đi nhá. Cái này chỉ dành cho tớ thôi. Một cái thôi sao? Đồ thắm làm. Tớ muốn ăn hết một mình luôn. Ôi ngon thật. Đi mà, nửa cái cũng được. Tớ bảo không rồi mà. À, tớ có ý tưởng này rồi. Bây giờ tưởng cái tớt. Ôi, nó hơi thối nhưng mà không sao. Tớ sẽ làm một cái con này. Nhìn này, trông buồn cười đúng không? Nào, nó sẽ giúp tớ trông tất cả những cái mắt này. Cậu không muốn giúp tớ sao? Nào, bỏ tay ra. Ngon thật đấy. Nào, bỏ tớ ra, Nancy. Trời ơi. Ôi, tớ ăn nhá, tớ không nhìn thấy gì đâu. Ôi, giỏi lắm, giỏi lắm. Ôi, Diana, xin chào. Ha, đập tay nào. Wow, có nhiều bánh waffle quá. Tớ mơ còn không được nhiều như này. Nancy có 10, nhưng cũng không tệ chút nào. Còn Diana, Diana chỉ có một cái thôi. Tớ thấy đủ rồi. Kể cả nó có một cái, nhưng mà tớ sẽ ăn nó với những syrup ngon tuyệt vời nhất luôn. Các bạn hãy nhìn xem tớ đã nghĩ ra cái này hay chưa. Wow, tớ chắc chắn rằng là đây sẽ là bánh waffle ngon nhất thế giới. Nào, bắt đầu thôi nhá.
Ôi vâng, tôi đã nói đúng rồi. Cái này thực sự rất là ngon. Các bạn ơi, các bạn nhìn cái gì vậy? Tớ đang mơ xem là ăn bánh waffle như nào. Và tớ đã nghĩ ra cách là ăn với cả kem như thế này. Cái này sẽ rất là ngon. Nhưng mà tớ sẽ làm ra một cái còn hay hơn. Tớ sẽ kết hợp tất cả những bánh waffle này vào như thế này. Và bây giờ mọi thứ sẽ rất là ổn. Nhìn này, thế là thành một cái ngôi nhà tuyệt vời đúng không? Bây giờ thì đã đến lúc phải ăn rồi. Ôi vâng, trời ạ, cái này ngon tuyệt vời. Ồ wow, ý tưởng của Nancy tuyệt vời thật đấy. Nhưng mà tớ cũng muốn làm ngôi nhà. Nhưng mà tớ sẽ dùng Nutella để làm việc đó. Nó chắc chắn là sẽ ngon hơn và tuyệt vời hơn là tất cả những cái kem mà một phát mà chảy luôn. Đấy, cứ như thế này. Một cái ở đây, một cái ở đây. Sau đó thì tớ sẽ cho thêm Nutella. Và ở trên thì sẽ có thêm cả bánh waffle. Đẹp quá. Ôi, không thể nào mà chịu được. Tớ muốn thử lắm rồi. Ngon thật đấy. Tớ có nhiều bánh waffle đến mức mà tớ có thể làm cả một tòa lâu đài đây này. Ở đây thì có những chiến binh mà có thể giữ được. Wow, trời ạ, tớ làm ra hay quá. Wow, trời ơi, hay thật. Và mỗi một tòa thì có một con rồng đang đói, đang tấn công. Ngon thật đấy. Và tất cả những chiến binh này không thể nào mà chống đối được con rồng. Con rồng đang mang hết tất cả những người còn lại đi. Và chỉ còn lại cái lâu đài thôi. Ủa ơi, ngon thật đấy. Tớ nghĩ rằng là cái này rất ngon. Này, ăn thử đi. Ôi vâng, trời ạ, dùng Nutella là cách tốt nhất của tớ luôn. Cái này rất rất là ngon. Nhưng mà hình như là tớ no rồi. Ôi trời ạ, có bao nhiêu là mắt kẹo dẻo này. Còn Chloe thì có 1 cái, Nancy thì có 10 cái. Wow, trời ạ, cả một cái đội. Tuyệt vời quá, ở đây có 100 cái. Nhưng mà tớ sẽ bắt đầu. Và tớ có ý tưởng. Tớ sẽ lăn con này của tớ ra như thế này. Và nó sẽ to hơn rất là nhiều, thấy chưa? Tớ nghĩ là rất là hay đi chứ. Còn bây giờ thì thử nào. Ôi trời ơi, ngon thật. Ôi liếm hết cả ngón tay luôn. Nhưng mà tớ muốn thêm cô. Còn tớ thì có 10 con gấu. Và tớ có thể để chúng ở mỗi cái này để nó có thể thành những cái đội nhỏ nhỏ. Và sẽ rất là tuyệt đấy. Ôi trời ạ, bây giờ tớ sẽ chơi rất là hay. Và tớ sẽ ăn chúng. Chờ một phút. Sẵn sàng rồi. Nào, bây giờ thì chúng ta cùng chơi nhá. Bắt đầu thế nào. Ừ, đúng rồi. Để chơi thì chúng ta cần thổi còi. Bây giờ thì bắt đầu thôi. Ở giữa sân đang có một trận đấu rất là khó. Và go! Vào rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ chơi tiếp thôi. Đấy. Và thêm một người nữa rồi, đã vào. Đây là một cái này rất hay. Thêm một cái vào nữa rồi, tuyệt vời. Tớ ăn gần hết rồi. Bây giờ chỉ còn vài con thôi. Nào, thế là tớ ăn xong rồi. Thời gian đã hết. Tiếp tục. Trời ơi, cuối cùng cũng đứt lên tớ. Tớ muốn thử lắm rồi. Ôi vâng, trời ạ, cái kẹo này rất là ngon luôn ý. Và thật là tuyệt vời khi tớ có rất là nhiều. Trời ơi, ngon thật. Nhìn này, bây giờ tớ sẽ bắt được. Đấy, thế là rất là giỏi đúng không? Và có nhiều đến cái mức mà tớ có thể ăn mãi. Và nó sẽ không bao giờ ít đi được. Nhưng mà có vẻ như là cũng không vui lắm đâu. Tớ mỏi mồm lắm rồi đây này. Nào, vậy thì chúng ta sẽ làm cái này nhá. Bây giờ tớ sẽ lấy một cái bát, cho hết tất cả những con gấu này vào. Và sau đó thì tớ sẽ dùng cái lửa này. Vâng, bây giờ sẽ có một cái kẹo dẻo nóng sẽ rất là ngon đấy. Ừ đúng rồi, tớ nghĩ là đủ rồi đấy. Thử thôi nào.
Wow, trời ơi, cái này á ngon thật đấy. Vị cũng rất là tuyệt vời. Và bây giờ thì á, cái tuyệt vời nhất là tớ có thể nặn tất cả những gì tớ muốn ở đây. Bây giờ tớ sẽ không cần cái này nữa, tớ có thể bắt đầu làm nặn được rồi. Đầu tiên thì á, tớ sẽ cần phải nhào nó. Sau đó thì á, tớ sẽ làm những thứ tuyệt vời. Diana, chúng tớ muốn xem cậu làm gì rồi đây này. Oh wow, đây là một con gấu khổng lồ này. Nhìn trông rất là đẹp và trông rất là ngon. Thử đi. Ôi vâng, trời ơi, làm bằng tay mình đúng là ngon hơn rất là nhiều. Tớ chắc chắn rằng là cái này rất ngon. Các bạn ơi, tớ thấy các bạn cũng muốn thử sao? Ôi xin lỗi nhá các bạn, tớ đã ăn hết mất rồi. Nhầm. Ôi, vậy là video đã kết thúc rồi. Đừng quên like video và đăng ký kênh của chúng tôi nhé. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại.